Thì chúng ta bấm vào cái link mà thầy gửi trên nhóm ấy thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này trên điện thoại hoặc là trên máy tính của các em nhé. Để ôn thi vào 10 số 09 thì đây là đề số 9 này sẽ hiện là như này, thấy chưa? Chúng ta kéo xuống dưới này. Đấy, xuống dưới chúng ta làm bài. Thì cái giao diện làm bài đây. Như này. À, chúng ta chọn phương án nào chúng ta kích vào đó, bấm vào đó, thấy chưa? Đấy, giả sử tôi chọn là ABCD nhá. Các bạn muốn đổi lại phương án khác thì các bạn chọn phương án khác, sau lại bấm cái phương án cũ một lần nữa là nó tự hết, đúng chưa ạ? Đấy nhá, biết là nó chọn à, đây thì chọn ABCD ví dụ vậy này. À, đây giả sử chia là go thì thầy không biết làm thì cứ chia là go đi, đúng không? Này là C này, đấy, này là move, đúng không? Đây là to study, ví dụ vậy, đúng chưa? Will travel. Đó, giả sử vậy nha. Này là help. Ok. Tiếp tục. Solution. Rồi là gì? Rich. Đó, tiếp tục quickly, ví dụ vậy, quickly employment. Đó. Thì chọn A B C D này, chọn giả vậy đúng không? A này B C D A B D này, D B C A này, à để hết rồi. Đây sẽ xử là lần lượt cho là từ trước nha. Ta bấm là đánh vào đó, nhớ chưa? From help to live, nhớ chưa? Đó. Cái này là gì? Is đó, ví dụ vậy nha. Yeah. Đây là I wish I am in very, ok, she is very strong. Đây là làm ví dụ nha, làm ví dụ vậy nha. Phải làm phương án đúng vào đó, phương án đúng thì nó mới hiện ra đúng. Đấy. Đây là câu bị động đó. Sao have been sold, như vậy nha. Bốn bốn là gì? She said that, he said that, đúng không? He will go to Huế the following. Đây đúng không? Câu 45 sẽ là gì? So sánh zone đúng không? Study the hardest in our class isn't he, ví dụ vậy, được chưa? Yeah. Go 747 là cái gì? Shoot the doctor, như vậy đúng không? Third S and look. Rồi đến câu cuối cùng là gì? It was such do. Đây là làm ví dụ nhá. Cho nên chúng ta không có để ý được cái đúng sai trong cái này thôi, chúng ta chỉ làm thử thôi. Để thầy hướng dẫn làm thử thôi. Đây chúng ta bấm cái này, ta check. Đây, sau khi bấm xong ấy thì xuất hiện hai cái hình. Bên này ta tự kiểm tra câu trả lời của mình này. Còn bên này là gì?
bấm vào bên phải này, chúng ta vừa kiểm tra câu trả lời được và vừa 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 gửi bài làm cho thầy được này. Thì chúng ta muốn gửi bài, chúng ta bấm vào bên này nha. Thầy bấm này. Đấy. Khi bấm bên này, bấm vào bên gửi bài cho thầy thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này. Thì chúng ta điền cái full name của mình vào này. Full name, đúng không? Lò Văn Tèn, đúng không? Lò Văn Tèn. Group level thì đang điền level là lớp 9, ta điền lớp 9 vào đúng không? Môn tiếng Anh, ta điền tiếng Anh vào. Tiếng Anh này. Và cái địa chỉ email của thầy thì chúng ta phải điền tuyệt đối là phải đúng địa chỉ email nha. Ta điền chính xác là giờ Xuân VN này. Xuân VN cho đến A cộng cho đến gmail.com. Thấy chưa? Đấy, gmail.com nha. Sau khi điền xong cái thông tin này, chúng ta bắt đầu bấm send gửi để gửi cho thầy. Thầy chấm chữa, thấy chưa? Đó. Sau gửi xong sẽ báo là gì? Your answers have been sent to your teacher. Good luck. Này thì đây là bài làm chúng ta đã được gửi hoàn chỉnh. Đó, và chúng ta bấm chuột quay lên trên, kéo lên trên để xem lại kết quả. Thì những cái ô màu đỏ này tức là bị sai hết này. Thấy chưa? Đấy. Đỏ sai nhá. Đây là truy chọn nữa này. Đây, những câu nào mà đúng thì nó hiện màu như thế này, nó xanh, còn sai là màu đỏ. Đấy, sai màu đỏ này, chưa? Đấy, sai màu đỏ hết này. Màu xanh đúng này. Đấy, bây giờ màu xanh này đúng, đỏ sai nha. Đấy, à, vậy là thầy Xuân được những... À không phải, thầy Xuân là bạn Tèn như nó, bạn Tèn là những 2 điểm nhá. Rồi, nếu em muốn làm lại, chúng ta lại bấm vào cái link từ trong Zalo ấy, chúng ta lại làm lại.